Chào anh chị và các bạn. Hôm nay Hưng sẽ giới thiệu tới anh chị và các bạn các cái hệ thống dẫn động hai cầu bốn bánh được trang bị trên các cái dòng xe của Mitsubishi. Thì đầu tiên để tìm hiểu về các cái hệ thống dẫn động hai cầu bốn bánh trên xe Mitsubishi thì Hưng sẽ đưa ra một số cái so sánh về cái hệ thống dẫn động hai cầu bốn bánh so với các cái hệ thống dẫn động một cầu hai bánh, bao gồm là hệ thống dẫn động cầu trước hai bánh trước và hệ thống dẫn động cầu sau hai bánh sau. Thì ở trong đoạn clip sau thì Hưng sẽ có một số cái đặc điểm so sánh về các cái hệ thống dẫn động một cầu và hai cầu như sau. Thì Hưng sẽ lấy ví dụ ở đây của mình sẽ có ba cái loại xe được dẫn động bằng ba cái hệ thống truyền động khác nhau, bao gồm là hệ thống dẫn động AVKD là hệ thống dẫn động bốn bánh hai cầu, hệ thống dẫn động RVKD là hệ thống dẫn động cầu sau và hệ thống FVKD là hệ thống dẫn động cầu trước. Khi mà xe vận hành trên đường thì chúng ta sẽ có hai cái đặc điểm để mà đánh giá được tình trạng hoạt động của xe, bao gồm là độ bám đường của các bánh xe và cái thứ hai của mình là cái năng lượng công suất mà động cơ truyền tới bánh xe. Thì xe của chúng ta sẽ hoạt động ổn định khi mà cái độ bám đường của chúng ta nó nhiều hơn, nó lớn hơn so với lại cái công suất hay là năng lượng của động cơ truyền từ các bánh xe. Khi mà công suất của động cơ truyền từ bánh xe lớn hơn độ bám đường cho phép của bánh xe thì lúc này trên xe sẽ xảy ra các cái hiện tượng mà bị trượt bánh và bị mất kiểm soát. Vì vậy, để đảm bảo cho chiếc xe của chúng ta hoạt động một cách ổn định nhất thì cái hệ thống dẫn động hai cầu bốn bánh AVKD hay 4VKD sẽ đảm nhận nhiệm vụ này. Lấy ví dụ, khi mà cả ba chiếc xe với hệ thống dẫn động một cầu hay hai cầu này cùng hoạt động trên đường, với những chiếc xe mà có hệ thống dẫn động 4 bánh 2 cầu sẽ có cái khả năng bám đường tốt nhất. Vì vậy, những chiếc xe 2 cầu 4 bánh này sẽ luôn đưa cho chúng ta một cảm giác lái mà tốt nhất và tài xế sẽ luôn luôn kiểm soát được chiếc xe một cách mà tốt nhất, đặc biệt là trong điều kiện mà trời mưa, đường trơn trượt. Chúng ta có thể thấy rằng những chiếc xe 2 cầu 4 bánh khởi hành nó sẽ linh hoạt hơn và những chiếc xe 1 cầu thì chúng ta sẽ có một độ trượt nhất định tại các bánh xe. Tiếp theo, để đi sâu hơn về hệ thống dẫn động 2 cầu 4 bánh thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hệ thống Super Select 4VKD được trang bị trên các cái phiên bản Mitsubishi Triton hay Mitsubishi Pajero Sport 2 cầu. Với hệ thống dẫn động 2 cầu 4 bánh Super Select thì chúng ta sẽ có lựa chọn chế độ vận hành bao gồm 2H dẫn động 1 cầu, 4H dẫn động 2 cầu tốc độ cao, 4HLC khóa phía sau trung tâm và chế độ 4LLC chế độ vận hành trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Ngoài ra, trên các phiên bản Mitsubishi Triton và Mitsubishi Pajero Sport, chúng ta còn các cái chế độ lựa chọn địa hình bao gồm sỏi đá, tuyết, sình lầy, cát và đá hộc. Không những thế, Mitsubishi Pajero Sport và Mitsubishi Triton phiên bản mới, chúng ta còn có chế độ hỗ trợ xuống dốc. Ở đây Hưng có một bảng ví dụ về các cái chế độ vận hành. Đối với hệ thống dẫn động 2 cầu bán thời gian, chúng ta sẽ có các chế độ 2H, 4H, 4L. Ở chế độ 2H, xe sẽ vận hành tiết kiệm nhiên liệu nhất, nhưng đồng nghĩa với đó là độ bám đường không cao và hiệu quả bám đường không cao. Ở chế độ 4H thì chúng ta sẽ có độ bám đường cao hơn, nhưng đồng nghĩa với đó là tiêu hao nhiên liệu cũng nhiều hơn. Hệ thống vận hành 2 cầu 4 bánh toàn thời gian thì chúng ta sẽ có các lựa chọn bao gồm 4H, 4HL và 4LL. Với hệ thống vận hành 4 bánh toàn thời gian này thì xe sẽ không có lựa chọn vận hành ở chế độ 1 cầu nên mức tiêu hao nhiên liệu của chúng ta sẽ nhiều hơn so với lại hệ thống dẫn động 2 cầu bán thời gian. Còn đối với hệ thống Super Select thì chúng ta sẽ có các cái lựa chọn bao gồm 2H, 4H, 4HLC và 4LLC. Hệ thống Super Select tổng hợp được các ưu điểm của hệ thống dẫn động bán thời gian và hệ thống dẫn động toàn thời gian. Hệ thống Super Select sẽ đưa lại cái hiệu quả về tiết kiệm nhiên liệu một cách cao nhất, độ bám đường tốt nhất và độ bền cho vỏ lốp cũng là tốt nhất. Và ở đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về hệ thống dẫn động Super Select trên xe Mitsubishi Triton và Pajero Sport. Ở chế độ 2H, toàn bộ lực từ động cơ sẽ được truyền về trục sau, xe sẽ dẫn động hoàn toàn bằng hai bánh sau. Chế độ 2H sẽ được áp dụng khi xe vận hành trong điều kiện đường thành phố, đường đô thị, giúp giảm thiểu mức tiêu hao nhiên liệu cho xe. Tiếp theo là chế độ vận hành 4H. Chế độ 4H áp dụng khi xe chạy ở tốc độ cao, đường cao tốc, trời mưa, đường trơn trượt. Nó sẽ giúp cho xe có độ bám đường tốt hơn và tính an toàn cao hơn so với lại chế độ 2H dẫn động 1 cầu. Với chế độ vận hành 4H này, xe sẽ chia ra tỷ số truyền 50-50 giữa bánh trước và bánh sau hoặc 60-40 giữa bánh trước và bánh sau tùy theo điều kiện vận hành, và lực phân phối giữa bánh trước và bánh sau được điều chỉnh bằng bộ vi sai trung tâm. Tỷ số truyền của cầu trước và cầu sau thay đổi linh hoạt dựa vào cấu tạo của bộ vi sai trung tâm.
khi áp dụng bộ visa trung tâm như vậy. Mitsubishi Triton và Mitsubishi Pajero Sport sẽ có một bán kính quay vòng rất là nhỏ, chỉ 5,9m so với các dòng xe còn lại. Khi đánh lái gấp thì xe sẽ ít xảy ra hiện tượng bị chật bánh hơn so với lại hệ thống dẫn động hai cầu toàn thời gian. Tiếp đến là chế độ vận hành 4HLC. Ở chế độ vận hành này thì xe sẽ được khóa visa trung tâm, lực truyền từ động cơ từ các bánh xe sẽ được phân bổ đều giữa hai trục động cơ, và chế độ vận hành này sẽ được sử dụng trong các điều kiện vận hành đường gồ ghề trơn trượt hay bị sinh lầy. Ở chế độ 4HLC, tỷ số truyền giữa cầu trước và cầu sau là cố định, khóa visa trung tâm sẽ hoạt động. Việc này sẽ giúp cho xe không bị thất thoát lực tại các bánh xe bị trượt. Đặc biệt nhất là chế độ vận hành 4LLC. Ở chế độ vận hành 4LLC, lực cũng phân bổ đều tới các cầu với tỷ số 50-50. Ngoài ra, moment xoắn tại các bánh xe sẽ được đẩy lên cao, giúp cho xe vượt qua các điều kiện địa hình khắc nghiệt. Không những thế, xe còn được trang bị khóa visa cầu sau và hệ thống khung xe ride chắc chắn để đáp ứng được những điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất.